Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy Thầy. Và kính thưa Bổn Nguyên gia đình, và kính thưa chư huynh đệ và đồng đạo xem mình hôm nay, thì theo được biết hôm nay cũng là ngày 13 tháng 4 âm lịch, nên sổ cũng là cái ngày cúng ơn thường niên cho người thân trong gia đình họ tên tức là Dương Thị Chiếu. Hôm nay quý vị cũng như con cháu trong nhà này cái kinh lý của Đức Phật và Thánh Thầy là những ngày cúng ơn, rồi cũng sắp lễ để qua quả để làm theo cái đường cho cụ quyền tổ và chung quân trong các đạo thọ và trong họ già cúng ơn những người thân của mình. Thì cái điều cứ gửi lên qua sự chiếu nghĩa mà Thánh Thầy qua dạy sách chưa có con thiên kinh của dạng này chiếm chỉ khi duyên ngôn dạng thủy kinh của Phật Phật Thánh Thánh Tiên điều dễ sự. Nhưng cái đầu đầu thì cái người tu sĩ đại gia học Phật tu nhân qua cái chữ hiếu chữ đề dạy thành có tổ có người có tổ có tâm học hai chữ nghĩa sao con thuận thờ hiếu trung hiện sinh cả cờ người đời phải biết thuận thờ mẹ cha. Mẹ cha là kẻ cầu ăn bị trung có hiếu đức thân hiếu già dù linh đến quậy mới là cô chi cũng thấy cái điện mà cho vui hoặc là cháu con có những thứ nhà Phật cha mẹ qua đời phụ thể dây trong sạch nghĩa nhân gì phải làm thì hồn linh siêu thoát của nhà con bay. Đó là lời trong Phật của Đức Thầy nhắc nhở và già dạy chỉ chúng ta mà hôm nay cũng tình tình chân vợ chồng cầm đầu số 4 là được thì cái điều cái chúng ta cầu nguyện. Còn đối về chúng ta đồng đạo chúng ta cũng về khi nhận được lời mời không quên chúng ta làm tín đồ Phật giáo hòa hợp cũng tương thân tương ái đồng Phật lẫn nhau cũng như ba chức thương cũng có bao đức thủ tướng có dạy chuyên gia cũng sự hợp hóa giá ơn một nhà có một trăm nhà lo hoặc là đức thầy cũng dạy cho đường thứ tám tấn 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 tương lẫn nhau như con một cha để chiều nhận lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vì thế mà đi dạy lời mời không phụ không thể đường sáng xa gần là quy tụ tự về đây mỗi người nhận quý hương trở về cái đặc thân thần để hội hồng có đức cho người quá giảng còn có ngày kỳ ngày hôm nay. Thì cái điều đó chính là quý báu vô cùng mà của gia đình cũng yêu mấy sau hơn không lấy chi cũng đạt được tôi xin thay mặt cho của gia đình cứ cái đạo đàng luôn nằm đi lúc nguyện của tam bảo là người thứ chư phật và nơi của tổ thầy nhập quan tự cảm đại thành chư quan cụ thần chư vị sơn thần chư vị năng lo bảy quý cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý đại diện được người tam bảo và sáng suốt của hoàng lên đến cho đến ngày thành tam bảo. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô a di đà phật. Kính thưa quý vị vừa qua lời cái đầu cũng như lời kính chúc và tán thán như được gì thì giờ là cái phần của con vì xét thấy có những người cái đình cái yêu cầu đạo đoàn để làm con chú của mình biết điều đoàn có cái buổi của anh em được còn biết thì giờ chúng ta đến cái mời đạo là con chẳng chẳng chỉ tất cả những cái bài là chúng ta nam mô phật phật nam mô a di đà phật lễ kính thưa thầy kính thưa thầy giáo và thầy giáo người đại diện của cụ của hôm nay kính thưa quý bà cô bác và chị em đồng đạo sa đoàn chánh pháp. Được biết hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm Tân Sửu, cũng là ngày của con thần minh thân gia đình họ tên Dương Thị Chiếu. Thì chúng ta cũng có lời khởi đầu để cháu xin vô cùng sạch đẹp hôm nay. Cũng con cháu xin chia ra làm phần như sau. Phần thứ nhất chúng ta thì lễ theo sư thích tôn giáo. Phần thứ nhì chúng ta đi không thực phẩm của quyền thân tổ và thức tổ họ và thú linh và dương thị chiếu. Và thứ ba cũng có cầu nguyện trước phần phật và một làm đạo đã được phần thứ tư trở về trong giáo này tắt trước khi cháu tạo sự có điều chi xin chúc mong các chị quan hệ và chị bảo cho các cháu sẽ làm biết ơn chị già thành lễ đã mời tất cả thanh thân nhân quý tâm về một buổi về thành tâm xá ba xá hướng tâm về một tam bảo thành tâm xá ba xá hướng tâm về chúng thầy thành tâm xá thầy mời quý vị xây ra cũng chút hướng tâm về bảo thập thiên thành tâm xá ba xá cũng tâm và bảo bạc thành tâm sáng hoa sáng
đình mẹ thêm công giáo cho đất toàn Phật như cũng được tỏ ra. Một lần nữa mà quý vị tất cả đang chân yêu quý tâm về nơi quý vị đạo cảnh tâm thá ba. Mời tất cả mọi người. Chắc không đưa lên nhà thành tâm nguyện vị danh. Cuối với các yêu như trước của quý vị cầu nhân pháp tổ chính lòng thiện. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm Tân Sửu, là ngày chúng con từ bi cho người thân trong gia đình họ tên Dương Thị Chiêu. Con cháu cũng có sớm lễ dập như hoa quả nhà trai phẩm cúng dường số quyền quốc tổ ông bà chung tộc họ và nhóm họ và nhóm linh bà Dương Thị Chiêu. Một lần nữa gia đình đệ tử đạo đạo cũng cung kính thỉnh mời phụ quyền các tổ và chân tộc họ và trong họ và nhân dân bà Dương Thị Chiến. Quá dạng thì đây cái tổ bà đã có những cảm ơn chứng minh cho gia đình và nghĩa tình đồng đạo một phút tự nhiên. Một phút tự nhiên điều quá mời sáng một phút. Mời quý vị đứng lên. Để mời quý vị sáng một sáng không những ngay thẳng giới thiệu qua đồng đạo sắp giờ đọc lại bài 20 câu. Xin chào quý vị mời. Sắp lại chống lên
Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm Tân Sửu, là ngày chúng con tưởng niệm những người thân trong gia đình họ tên Dương Thị Chiếu. Con cháu cũng có sắm lễ vật như hoa quả và chay phẩm cúng dường của quyền thần tổ và chư tộc họ và trăm họ và dân lên bà Dương Thị Chiếu cũng cúng kiến cho quý ngài và con. Dĩ vào đạo hội cũng có đến gia đình và nghĩa tình đạo cung kính thỉnh mời các lão tiền bối nhiều đời nhiều kiếp có công dựng nước giữ nước và hy sinh vì tổ quốc, hy sinh cho vì đạo pháp bỏ mình. Dĩ vào đạo hội cũng có đến gia đình và nghĩa tình đồng đạo cung kính thỉnh mời các ngài vừa vui chơi quá dạng về đây để tỏ bàn án hốn để cảm cảm chứng minh cho gia đình và nghĩa tình tình đồng đạo. Một phút tự niệm việc, một phút tự niệm việc qua mời quý vị sáng ba hai trăm dạ xong mời quý vị xem ra như sao mong cô bác cũng đứng ngay thẳng chắp tay này kính trình với cô bác chúng thân tộc tộc cô bác bên nội cô bác bên ngoài cô bác bên láng giềng. Cũng hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm Tân Sửu, là cái ngày này chúng con tưởng niệm những người thân trong gia đình họ tên bà Dương Thị Chiếu.
con cháu cũng sắm lễ dạng như qua quả và che phật cúng dường chủ quyền thần tổ và chung tập họ và chăm họ và nhân linh và dương tiền chiếu cũng khiến cho bác một mắt dĩ gia thọ hưởng cũng đã đến dĩ gia đình và nghĩa tình đồng đạo cũng kính thịnh mời có bác bán thân tộc có bác bán nội có bác bán ngoại và có bác láng giềng dĩ gia thọ hưởng cũng đã đến gia đình tình đồng đạo phúc kính thỉnh mời cô bác vừa như dân quá dạng về đây để tỏ bà hãng hối với cả các chứng minh với gia đình là nghĩa tình đồng đạo một phút tự niệm một phút tự niệm vừa qua mời quý vị ra ba ra và phần phát tôi đã xong các phần cầu nguyện thì phần này thì giới thiệu qua đồng đạo học là con chịu của mình. Mẹ cha là kẻ trọng ân dưỡng nuôi bao hiếu thân yêu nhà dưỡng linh đông quái mới là có gì cũng Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ đức thầy. Nãy chú này có lời nói đầu đồng đạo hòa dân cúng của Phật Phật cho cô huyện thân tổ ông bà. Và tới phải cầu phần này em cháu xin điều hòa cầu phúc hôm nay bên đỉnh thống nhất. Trong khi làm đàn sự có điều gì sơ xuất, xin quý vị lòng tình và bổ sung thêm em cháu thành thật biết ơn. Đức thầy có dạy: sống thì lo thể xác, thác thì lo linh hồn, cầu cho linh hồn được dạng sanh đây chỉ rõ đường đi đứng bước. Hay là thứ bảy chánh niệm gì thì khiến cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Tây phương tuy ở cõi xa thành tâm thì có Phật mà đáo lắm. Một ly chú mẹ bằng nay nhờ người hứa hẳn tâm đài từ ly. Hay là kinh nghiệm ngồi ta mới diễn ca câu chánh niệm thiết tha gì nổi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi hay làm tròn các việc dạy tò. Dân thế nhân làm bước làm càng trong lúc ấy nguyện cho lấy có. Hay là hương đang như lúc lễ dòng cầu cảm tình bá tấn nguyện tình câu. Chí quyết một lời ta độ tập giấc đức sanh linh khỏi mong sầu. Vì giờ cầu nguyện đã đến, kính mời tất cả khăn trang nghiêm quốc tâm về bàn thật đồng xá ba xa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đứng ngay chắp tay lên vào gần đức thầy có dạy cách cầu nguyện cho người chết. Mỗi người đứng trước bàn thật nề nề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Phật tổ Phật thầy. Nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên Dương Thị Chiếu, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ trong linh, được phóc tốt mê đồ dạng sanh miền cực lạc. Xá hộ sáng Nam mô A Di Đà Phật. Phu 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 phu
thành tâm lại Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ bốn đại mà đồng đánh lên. Xá chấp giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cả thân trang nghiêm phước tâm bồ bài Phật đồng xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng ngay thẳng chắc tay thân dần dần nề nề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và Phật Tổ Phật Thầy, nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên Dương Thị Chiếu, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ trong linh được thoát khỏi mê đồ dạng sanh miền cực lạc. Xá Phật, xá Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thu thu thành tâm lại Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lại mà đồng đứng lên. Xá chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Luật thứ nhị đã qua và ba con đang phát hiện. Tăng trang nghiêm phước tâm đồ bà Phật đồng xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng ngay thẳng chắc tay đại thần nề nề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và Phật Tổ Phật Thầy, nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên Dương Thị Chiếu, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ dân linh được thoát khổ mê đồ dạng sanh miền cực lạc. Xá Phật, xá Nam Mô A Di Đà Phật. Thu thu và quỳ xuống lại lên Đức Phật cúng tạ. Thành tâm lại Phật là Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật lại Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lại và đồng đứng lên. Xá chấp giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta cầu trước Phật Phật một lần ba lần đã xong. Kính mời tất cả sẽ dậu trong. Phước tâm là ngôi của quyền đồng xa ba xa. Kính lễ quyền, kính lễ quyền, kính lễ quyền. Phước tâm là an tâm bảo đồng xa ba xa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phước tâm là kinh dung đức thầy hai bên đồng xa. Kính lễ thầy, kính lễ thầy, quên ngang cho chúng. Phước tâm là bạn công thiên đồng xa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hướng tâm cho bạn xá ba xa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ tắc mời quý vị giải đi. Tôi nghĩ là không